trước khi bước vào phần nội dung review chi tiết thì thành nhân sẽ quay cho anh chị cái thông tin cuốn sổ đỏ trước và test cái thông tin hoạch luôn nha. Thửa đất của mình là số 1109, tờ bản đồ số 34, địa chỉ là tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích của lô đất của mình là 47m2, hình thức sử dụng là sử dụng riêng, nguồn gốc sử dụng là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 45m2. Sổ này có từ tháng 9 2023 nha, cách đây 4 tháng. Và đây là cái bản vẽ hiện trạng của nó. Từ chiều ngang theo mặt tiền đường là 3,8m anh chị, dài là 12m. Quy hoạch là khu dân cư nha. Đường trước nhà đang là đường trước đất đang là đường xi măng mới đổ luôn. Có một cái thửa L đây cũng đang bán luôn nha anh chị. Cái thửa thành danh đang giới thiệu đây là 1109, đây là chủ đang kêu với giá là 1.350.000.000, còn thương lượng nha. Còn cái hình L đây là khoảng 950.000.000, còn thương lượng. Chút nữa thành danh sẽ quay cuốn sổ của cái lô đất hình L luôn nha. Đường đang là đường xi măng. Đằng trước đây thì thành danh cũng quay có mấy lô 530 anh chị, 530 cái đoạn này này và 77, mà giờ chủ đó bán hết rồi nha, bán được hết rồi. Đây đường đi ra đường Xuân Thới Thượng 25, đường đó là đường xi măng. Đây là cái cuốn sổ của lô đất hình chữ L này anh chị, xét một bên luôn nha. Anh chị nào mua một cuốn thì sẽ bán một cuốn nha, mua hai cuốn thì bán có luôn hai cuốn, có giá tốt cho anh chị mình luôn nha. Đây lô đất hình chữ L, L đây. Chiều dài nó thì 16m. Chiều ngang phía đuôi là 5m. Đi lên cái đoạn đây là khoảng 3 mét mấy anh chị. Qua là 3,8m. Dài lên đây nữa là tầm 12m. Như cái lô 1109 đây nha. Đây là lô 1108. Và tiếp theo thành danh sẽ quay cho anh chị mình xem cái thông tin quy hoạch luôn. Đây là cái thông tin quy hoạch nha. Cái nền màu xanh đây là cái sổ đất của mình. Cái thông tin thửa đất của mình 1109. Cái lô 1108 này nó nằm sát bên 1109 nha anh chị. Sát bên đây luôn luôn. Thành danh sẽ vẽ lúc này. Nó nằm sát bên luôn. Quy hoạch là khu dân cư nha. Đây. Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo. Anh sẽ đo luôn cái chiều ngang thử, chiều ngang cho anh chị mình xem luôn. 3m7, 3m7, 3m79 là 3m8 anh chị. Thì đo chiều dài. Chiều dài của nó là 12,3m anh chị. Hơn trong sổ nha. Trong sổ thể hiện không tới, trong file thì nó dài hơn nha anh chị. Đây bên cạnh đây là 12m4. Đất của mình mà đi ra đường đây nè chị, đi đường xi măng đây, theo cái con đường ra. Đi ra đây là đường Xuân Thới Thượng 25. Ra đây nữa là gặp ngã tư, mình biểu chỗ trái. Đi thẳng là ra đường Dương Công Khi nha. Ra Dương Công Khi mình biểu phải là đi thẳng lên Nghĩa Bình Bứa. Hoặc mình đi qua ngã tư nữa là đi ra đường quốc lộ 22 luôn nha. Đó là cái thông tin quy hoạch mà thành danh cung cấp cho anh chị mình để biết thêm thông tin cho anh chị mình nắm chắc khi mình mua lô đất này nha. Tiếp theo thành danh sẽ mời anh chị mình cùng thành danh đi vào phần nội dung review chi tiết. Thành danh xin cảm ơn. Đầu tiên thành danh sẽ quay con đường cho anh chị mình vô mình xem trước. Con đường này thì xe tải vào tới nơi nha. Mà vô vào đất của mình thì xe ô tô vào được, nhưng mà xe nhỏ nhỏ anh chị, như Kia Morning vào được nha. Dân cư ở đây thì khá là đông. Đường này thì đường mới đổ lại nha chị, đường xi măng. Hôm nay thành danh sẽ chào đến tất cả anh chị hai nền đất. Hai nền đất cực kỳ đẹp nha. Giá thì cực kỳ rẻ luôn. Một nền thì có tổng diện tích là 47m2. Nền còn lại thì 58,5m2. Cái nền 58 là đất nửa hậu nha chị. Đây là tới cái lô đất của mình rồi đây. Đất hiện tại đây là đất trống nha.
đất đây là đang thấp so hơn với mặt đường, do cái đường này mới làm lại anh chị, mới đổ xi măng lên rất là cao nha. Từ cục đá này mình đi qua cái cục sạn bên đây, cục sạn bên này là ngang là 3,8 m, ngang 3,8 m, dài là 12 m, tổng diện tích là 47 m², full thổ cư nha, quy hoạch là khu dân cư. Lúc đầu thành nhân cũng đã quay cho anh chị mình xem, chủ đang kêu với cái giá là 1.350.000.000 còn thương lượng nha anh chị. Và từ cục sạn này đi qua hết cái bức tường bên này là một cái lô 1108 thành nhân đã quay đó, là có tổng diện tích là 58,5 m², nửa hậu nha. Cái mặt tiền của nó là 4,3 m, hết đất là nửa hậu 5 m. Đất của mình theo hình chữ L, L nha, khúc giữa bị bóp hậu xíu, còn khoảng gần 2 m, và nửa hậu ra sau là 5 m, dài 16 m nha chị, 16 m. Chủ đang kêu với giá là 950.000.000 còn thương lượng nha, cũng là quy hoạch là khu dân cư luôn, hết cái bức tường đi theo cái mép tường đó anh chị, hết đất nha, là xuống tới đất. Đường này đường máu đổ, đường xi măng, ô tô vào tới nơi nha, mà ô tô nhỏ. Anh chị nào thắc mắc cái giá tại sao lại rẻ như vậy thì đây chính là câu trả lời. Trước đất mình thì nó có một cái khu mộ của họ Lê nha anh chị, ở trong này thì có mấy cái mộ xưa rồi nha. Chủ thì người ta cũng xây bức tường lên cao rồi, đất của mình thì xây lên thì mình nhìn từ ngoài vô thì không thấy đâu anh chị, không có thấy đâu nha anh chị, mình an tâm. Lô đất này mà không có đằng trước mà không có mộ thì không có giá này đâu anh chị, nếu mà không có mộ thì cái giá phải nằm trên 2 tỷ nha, 2 tỷ trong một lô đất như vậy nha anh chị. Nối đuôi sau những lô đất mình là mấy lô đất hồi trước cho thành nhân quay anh chị, quay năm 30 kêu lúc đó là 3 tỷ 3 nha. Và một lô đất nửa hậu nữa giờ chủ đã bán hết rồi nha anh chị. Anh chị đang quan tâm lô đất này thì hãy liên hệ với số điện thoại 0903 294 579 để biết thêm thông tin chi tiết và được dẫn đi xem đất trực tiếp nha. Anh chị đang xem video trên kênh Bất Động Sản của mình thì hãy nhớ cho kênh một like, một lượt đăng ký, kèm theo đó là bật cái chuông thông báo lên để cập nhật những video sớm nhất trên kênh Bất Động Sản Quang Minh nha anh chị. Tiếp theo thành viên sẽ bay một đoạn flycam từ đất của mình đi ra đường Dương Công Khê cho anh chị mình xem. Xin cảm ơn. Và đây thành viên sẽ bắt đầu từ vị trí lô đất của mình bay ra đường Dương Công Khê nha anh chị. Đầu tiên mình sẽ đi theo một cái con đường xi măng, đường xi măng khoảng ngang phải 5 m anh chị. Đi ra đây là đường Xuân Thế Thượng 25. Dân cư ở đây thì khá là đông nha. Đi theo con đường Xuân Thế Thượng 25 đây gặp ngã tư anh chị. Tới ngã tư mình rẽ trái, mình sẽ đi theo con đường là Xuân Thế Thượng 02, đi thẳng miết ra đường Dương Công Khê nha. Thành nhân xin thông tin lại hai lô đất nha anh chị. Một lô là 47 m², chủ đang kêu với giá là 1.350.000.000, và một lô 58 m², chủ đang kêu với giá là 950.000.000 nha anh chị. Anh chị nào mua hai lô thì sẽ có giá cho hai lô luôn nha. Anh chị này đang có nhu cầu mua đất đẹp giá rẻ thì hãy liên hệ với kênh Bất Động Sản Quang Minh theo số điện thoại là 0937 234 579 để được biết những sản phẩm đất đẹp giá rẻ để phù hợp với nhu cầu của anh chị mình mua nha. Đi ra tới đây thì ra tới đường Dương Công Khê rồi anh chị, ra tới ngã tư rồi đây, giao nhau giữa đường Xuân Thế Thượng 02 và đường Dương Công Khê nha. Tới đây thì thành danh sẽ rẽ phải để đi theo con đường Dương Công Khê. Dương Công Khê đây anh chị mình đi thẳng sẽ ra đường Nguyễn Văn Bứa, mình đi thẳng luôn là đi ra quốc lộ 22 luôn nha anh chị. Cảm ơn toàn thể quý vị anh chị đã xem video trên kênh Bất Động Sản Quang Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.